Hà Giang. Pin Hồng Thư Điếp, chương trình thời sự trên cầu cam tay của Đài Phát thanh Hà Giang phần này, khai con Lê Phân Tín. Tiếp làng Phân Tín mời Pin Hồng tón nghe phóng sự. Hệ đề mèo việc kiểm tra xử lý viên hiệt vi phạm quy định mưa ngã láo đới cân pe xé. Khẳng này mời Pin Hồng tón nghe nội dung của chương trình. Pin Hồng Thư Điếp, Văn Phòng Thiếp Bứa Nết. Đảng ủy khối doanh nghiệp đã khai hội nghị ban chấp hành đảng bộ Bài Thiếp Khảo khai quáng. Dự hội nghị mì phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Vương Mỹ Vàng. Vì thọ xuyên linh thiếp thí, đảng ủy khối doanh nghiệp đã lần trao lấy cơ sở đảng về qua lễ ăn khẳng, cố gắng hệ kín về khẩn. Là doanh nghiệp đã khẩn kế hoạch hệ kín hạp đầy những an lệnh mì thẳng, giữ mát phiên hệ kín buôn bán đo phiên hệ ngân thủ cấp lại chính sách tăng bằng thần hở cần hết việc. Tàng đảng bộ mì có thiếp hạ phân doanh nghiệp coi dư đánh ngân vốn. Nửa bếp thiết thí doanh nghiệp hệ kín mì lái. Tàng lái ngân thủ mà đầy nửa thiết diễn bếp bác bếp thiết chết tỉ mướn. Ngân thủ có cần hết việc để chết chiều mỗi cần đã mỗi bướn. Góp khỏi ngân sách nhà nước sở thóng bác tỉ mướn. Việc tàng tao đảng để đảng ủy khỏi coi thần đáy. Gắn viên hệ kín buôn bán để thu lái. Đời tăng to tổ chức cơ sở đảng hợp thờ mắn. Về lần trao chính trị tư tưởng hợp cán bộ đảng viên cấp quan hệ việc, lúc hợp cùng đầy coi thân hiện đáy. Lại việc an sinh xã hội để là doanh nghiệp dư đầy miạc. Đào bì thọ xuyên linh thiếp hạ, đảng ủy khối doanh nghiệp hệ long hợp tặng lại doanh nghiệp dư đầy ngân vốn. Có thiếp hạ phân tàu khuyến doanh nghiệp hệ kiên buôn bán mì lái. Hạ thiếp phân tổ chức cơ sở đảng để thờ mắn tàu khuyến. Lần du hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vương Mỹ Vàng trao Đảng bộ khối doanh nghiệp vận tạo lần trao cấp ủy cơ sở hệ đầy mèo việc quản lý doanh nghiệp lòng phiền hệ cốt từng đơn vị chuyên tôi ngành nghề hệ kín hạp đối từng tí vận tạo dùng thịnh những ăn lên miệt hẳn quốc tỉnh vậy là doanh nghiệp hệ kín phải khẩn mắn khen hẳn vận tạo coi đại thương ở mà lại ăn đầy mèo mới hệ lại lòng trẻ nhắc cơ chế chính sách hợp lại doanh nghiệp bồi dưỡng chính trị hợp cán bộ đảng viên coi thuần kết hợp đảng viên rút lại tổ chức cơ sở đảng về đề hàn phần tờ hệ chương trình an sinh xã hội hết ba lăng mơ dù hội nghị về này phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Vương Mỹ Vàng đã ấu quyết định của tỉnh ủy mượn viên nhất chỉ bí thư đảng ủy khối doanh nghiệp khóa S nhiệm kỳ thọ xuyên linh thiếp S thọ xuyên linh thiếp hạ hở kế Hoàng Quốc Đạt phó bí thư đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh. Cùng về này đảng bộ khối doanh nghiệp đó trang thông tin điện tử của đảng ủy khối. Văn thông tin bình ấn, Sở Y tế Hà Giang đã khai hội nghị tổng kết một việc hạt cúp bì thọ xuyên tiêm tí, cấp lần báo một việc hạt cúp bì thọ xuyên tiếp hạ. Dự hội nghị bị Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn. Bì thọ xuyên tiêm tí, dù lên những chấp loại khó khăn, trong ngành y tế Hà Giang đã hạt thuyền đai hà một việc chăm coi khám ra bệnh hạ cân dân. Là chăm chá xả, bệnh viện, mi đo ti về khám ra bệnh hạ cân dân. Đồ cú chống về khám gia bệnh hàng cân dân đẩy quay thằng thử bá. Đặc biệt tăng cá việc khám gia bệnh tiếp tăng tình chống đầy hơn cầu tiếp cầu phấn cũng kế hoạch. Mưa viết dân số kế hoạch gia đình về ốc lục tài tham đàn loài lông so để bị thông xin tiếp tham. Việc khai lấy lông da về gia bệnh, mi đo nhu cầu, dùng da về khám gia bệnh cũng cần sản đời tình. Đặc biệt thông xin tiếp hạ, ngành y tế vẫn áo khẩu hạch đầy mạc là chính sách chế độ mưa khảm cấp trong coi hồng lành hàng cân dân. Quay thân đào tạo, mười cán bộ tuyến nửa, mười trình độ chuyên môn. Áo khổng hạch đai mạc lên mục tiêu chương trình y tế quốc gia, chủ động phòng tắp đai mạc lên lòng dịch bệnh bản óc. Lần báo hạch đai hà việc giữ an toàn bộ đồ quốc kình, phòng chay kình tăng độc. Chuẩn bị đo mười lại lòng giá cấp đảm bảo mười chất lượng, vay hạ cân dân thử, giả bệnh. Ơi lòng lại nguồn lực của một ban tham gia quốc lệ tổ chức đã việc khảm cấp giả bệnh hạ cân dân. Lần rút hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã báo lẻ. Bước nào ngành y tế vẫn tập trung ở khoảng hạt đai hà là việc hành lệ quan thân đào tạo một cán bộ y bác sĩ mưa trình độ chuyên môn nghiệp vụ tập trung coi hạt đai mạc là chỉ tiêu bộ y tế theo nghị quyết bảo cần ở khoảng hạt thuyền đai hà việc đào tạo hàng ngành là vẫn bị tối mới được cách lãnh đạo
phát huy trách nhiệm của cần hệ cốc, cải cách thủ tục hành chính, đặc việc khám giả bệnh. Lần báo hạt đại mạc về việc khám giả bệnh, cấp kiểm tra đai hà, lai cơ sở, mưa hành nghề y, dược chút đã tăng tình. Văn thảo ết bữa nét, Bộ Y tế đã khai hội nghị trực tuyến đề lại tỉnh, thành phố, mưa việc tổng kết y tế vì thảo diện linh thiếp thi, lần chấp viện hiện hợp vì thảo diện linh thiếp hạ, các viện hiện từ vì thảo diện linh thiếp sóc thẩm vì thảo diện linh thỏng thiếp. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đám dự các lần trao dự hội nghị. Dự hội cầu tỉnh Hà Giang, dự hội nghị mỹ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý, các lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Y tế Lai huyện thành phố. Vì thảo diện linh thiếp thí, ngành y tế đã hết đề mèo việc lớn con, chắc đẻ mẹn, các tháp đẩy lại lòng dịch bệnh, mỹ hảo dịch bệnh cái xảy ốc, việc khám ra bệnh để hết đẩy lại việc phê lớn. Đách nở đóng hiếp tờ hà phí nổi lồng nhằng thiếp hạ phấn. Do cần phần khám ra bệnh lại khẩn, từ thiếp hạ thường thỏ thiếp phân sau đời pi con. Lại kỹ thuật mất đời y học để dùng đầy miệng. Việc đầu tư hào hà Park cao thiếp pet bệnh viện, trung tâm y tế huyện. Cao đầu tư Park nâng hà thiếp chết cơ sở, hư hà dường bệnh đã lại khẩn. Việc khám ra bệnh rút lại bệnh viện cùng đầy ao thúng. Đời việc y tế rút tỉnh Hà Giang. Số cần thường khám ra bệnh suốt trạm y tế lai khẩn, bệnh viện huyện tỉnh phần hào nổi bày việc mít đỏ dường bệnh, y tế dự phòng để củng cố tư tỉnh thường thôn bán, cáo thiếp chết phần thôn bán mi cần hết việc mưa y tế, mưa ra kín mít đỏ học việc chăm cội hôm đành học pin nòng cơn dấn suốt tăng tỉnh. Lần du hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đàm cho ngành y tế phải hết lại cách ở chất lượng khám ra bệnh pê khẩn. Phần chạy bệnh hạ đầy miệng, mi hạ dịch bệnh xảy ốc, đò đầy chạy ách khám ra bệnh phân càng thùng quốc vì nòng cơn dẫn. Quản lý ngăn khai ra hạ đầy đứa, khen hẳn ngay phải khai quán viên nộp bảo hiểm y tế thăng dẫn. Hiện mại hiện đầy đứa việc đào tạo cần hết việc, phần tạo chuyển giao kỹ thuật từ tỉnh lồng huyện xã, phải ở chất lượng khám ra bệnh phê khẩn. Trong văn thỏa tiếp bẩn ất, thầy cấp cho trường trung học cơ sở Phương Thiền, thành phố Hà Giang đang hạch lễ toàn băng công nhân trường đại chuẩn quốc gia mức độ ất, thân dự đời thay cấp cho liên trường bị ké Trần Mạnh Lợi, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo thành phố Hà Giang, lại đơn vị trường học đồng quân rút thành phố, cấp tăng cá cán bộ giáo viên lại nòng học sinh, bom mê lên nòng học sinh đời trường, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bồng, đà phóc láng hòa, cấp mì cầm chúc thần liên trường, trường trung học cơ sở Phương Thiền. Mì bác nâng số tiếp pét học sinh để tốt con mì tên lòng lệ trường phổ thông cơ sở xã Phương Thiền để thành lập từ pi xây nâng cầu bác hạt tiếp pét quá hơn hạt tiếp pi xây dựng các phát triển liên trường đã từng bà tối báo năng động sáng tạo bay quá những ăn giặc chống mất đầy lai thành tích đã thi đùa xây dựng liên trường văn càng bay khẩn vừng chất lượng thôn thư văn càng đầy mạc mì điều lòng hành ban giám hiệu liên trường nhậu thu nhận tức hàng mùi cán bộ giáo viên cùng một bom bê lên nòng học sinh mưa tầm quan trọng của việc xây dựng chương chuẩn quốc gia nên là cơ hội về liên trường để lại cấp lại ngành chống ngân hừa và hệ cơ sở hạ tầng chống mặt ăn ngay học việc chăm coi cấp thôn thư hở thăm ón và này đang hơn hạ thiếp bị quá trường trung học cơ sở Phương Tiền đã thôn thư hở hơn tiếp xin học sinh lần truyền để thay cấp cho liên trường bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Trần Bình Lợi đã on ba cố gắng cũng thay cấp cho liên trường đã lệch bị quá và xây dựng trường đầy chuẩn quốc gia kết quả này đã hở hăn lủ và đoàn kết với quá những ăn gạc và hết thưởng đại mạc việc thòn thư quốc tập thể cán bộ giáo viên liên trường. Khen đấy hẳn, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố cùng báo bản giám hiệu liên trường phải giữ đại mạc và đoàn kết đời tập thể, vẫn cố gắng trau dồi kiến thức, kỹ năng, đời việc dạy thử. Mỗi thầy cô giáo lệ tấm gương lùng, phải học sinh học hết theo. Văn thảo ết bữa nết, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh Bộ Tư lệnh Quân khu Thống đã khai hội nghị trực tuyến tổng kết việc giáo dục quốc phòng các an ninh pi đo diện linh thiếp thi, lần chấp viện hiệp pi đo diện linh thiếp hạ. Trung tướng Dương Đức Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu Thống hiệp cấp dự hội nghị. Dự hội nghị giúp hội cầu tỉnh Hà Giang, mì lại cần đại Hội đồng Giáo dục Quốc phòng các an ninh tỉnh. Pi đo diện linh thiếp thi, hệ tàng thóc quốc phòng an ninh quốc đảng, chỉ thị số tiếp thống của Bộ Chính trị, nghị quyết đại hội đảng tăng nước phải thiết bết. Quân khu thống đã khai đẩy chết phát thiết hạ lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng các bản lĩnh, hảo thiết 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 diễn hạ bác cần. Nhân lệ quân khu đẩy khai đẩy cao lớp bồi dưỡng,
hỏi thi bác có thiết huy cần nền cốc lấy sở bàn ngành, các lấy huyền thành phố để đề miệng. Thằng quân khu đã thuần chắc giáo dục quốc phòng hỏi lại năng học sinh sinh viên, của thảm bác thiết huy trường trung học phổ thông chuyên nghiệp. Lại tỉnh đầu quân khu, đấy hết để chết bác có thiết thảm chuyên mục quốc phòng tăng dân, an ninh nhân dân phát số nửa TV. Pết bác bé thiết huy chương trình phát số nửa đầy. Thi bác có thiết chất chuyên mục số nửa báo. Việc giáo dục quốc phòng an ninh bị đòi xuyên linh thiết huy, để đại đảng ủy bộ tư lệnh quân khu, hội đồng giáo dục quốc phòng các an ninh quân khu, bảo đế cấp ủy chính quyền lại tỉnh lần trao, ở khẩu huyện lấy nghị quyết chỉ thị quốc quân ủy trung ương. Lần du hội nghị, kê Bùi Văn Tuấn, giám đốc sở nội vụ, phó chủ tịch hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh Hà Giang, đã lần mưa về giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh. Đào Pi Thọ Xuyên Linh thiết thí, hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh Hà Giang, để hết đề mèo việc lần trao công tác quốc phòng, học cán bộ chiến sĩ cấp tăng lái cần dân. Nhờ hạn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giúp tăng tỉnh để giữ mắn. Từ lại việc đến hết đấy này, đặc biệt đó xuyên linh thiếp hạ tỉnh Hà Giang sẽ coi khảo hết lại việc, mẫu kiện toàn cần hết việc đỡ hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh. Dù hội nghị, hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh quân khu thống đã tạo đốc lại việc cốc hợp bị đồng xuyên linh thiếp hạ. Mở khai quán về lần trao giáo dục quốc phòng an ninh hợp đề đưa, lần trao lại quan điểm của đảng mưu quốc phòng an ninh suốt thẳng lại cấp lại ngành. Quân khu bảo đế lại tỉnh thành phố lần trao, ao khẩu hết luật giáo dục quốc phòng cấp an ninh. Tập huấn ao thùng năng lượng hết việc hợp cán bộ hết cốc suốt lại cơ quan. Trong ngân đầu tư hợp quốc phòng an ninh, bảo đế hết cơ sở vật chất, tập huấn, bồi dưỡng cần hết việc. Văn thông tiếp bẩn ất, Ban chỉ đạo tham bác bé tiếp cầu tỉnh Hà Giang đã khai hội nghị tổng kết mừng việc chống buôn hàng lậu, gian lận thương mại, cấp hàng giả bị thông xin tiếp tí, lên báo mừng việc hạt cúc bị thông xin tiếp hạ. Đại bị thông xin tiếp tí là lực lượng đại ban chỉ đạo tham bác bé tiếp cầu Hà Giang đã chắc cấp bắt xử lý xin nâng hạ bác tiếp thí vụ, đối tăng lại ngân nộp kho bạc nhà nước sang 8 tỷ. Đang hành ngân phạt hành chính lê hơn 7 tỷ chất bắc triệu ngân, ngân thu thuế lê sở thông tiếp 8 tỷ. Tăng lại ngân khai long hàng bị thù lẻ hơn thông tỷ. Giá trị lại long hàng ở bệnh phẳng chút án sở hạ bắc triệu ngân. Mưa viết buôn khai chuyến bứa phép lại long hàng quá biên giới, mình lại phức tạp. Việc kiểm tra mưa xuất nhập khẩu, nhập cảnh, việc kiểm tra mưa vệ sinh an toàn đồ quốc kiện, phong chay lại long dịch bệnh. Đây lại cân đợi ban chỉ đạo, quay thần lần báo hạt đại mạc. Có phân nội bay để việc buôn khai hàng lậu, hàng giả, cấp đảm bảo một chất lượng lại long hàng, phải khai hàng cân thử. Giữa hội nghị, là đại biểu đã tập trung bàn thoàn với những ăn ngay cùng với những ăn sạc đã lúc áo khẩu hẹt chống hàng giả, hàng kém chất lượng, bị thông xin tiếp thí. Quán này tàn óc những việc hẹt lò làng, hàng bị thông xin tiếp hạ. Hành đề những cân đỡ ban chỉ đạo, vẫn phải lần báo hẹt đại mạc, việc tuần tra kiểm soát rút lại cửa khẩu, tăng bài mà quán biên giới. Vậy men chắc cấp xử lý đại mạc, mưa việc buôn khai lên lòng hàng giả, hàng kém chất lượng. Đồng viên men, lại cơ quan đơn vị, lại cần, mình lại thành tích, cấp kiên quyết xử lý đắc nà trường hợp sự vi phạm. Coi khai quảng liên tôi tùa mò bài theo bà hạt ó hàng khai, mi điều hư cân dân, mi để tùa khẩn thay khẩn bừa, mà nhân lệ tu liền, bần lòng hàng khai chống bần đầy lại ngân, góp phần khẩu ba khai quảng bữa liền tôi tùa theo quy mô trang trại, hợp đến những toàn bi thành cung huyền. Đặc biệt thông xin thiết thí, huyền vị xuyên đã hạt đai mạc, mưa lại chính sách chống hư cân dân khai quảng bữa liền tôi tùa. Mò hứa bé lái linh, thử vài, hứa hết lau liền, hứa ngân về bút, hà hát à đến phúc nhà. Khẩn đến việc khai quảng bước quy mô liền, thì việc phong chay dân lem, phong chay dịch bệnh hạ đoàn tôi tùa bò vài, cũng đẩy lần báo hạt đầy mạc, tư huyền, thần lại xa bản làng. Tăng lại đoàn tôi tùa cút tăng huyền vị xuyên khả này bị hơn bác nâng tiếp xin tùa. Đào bi thông xin tiếp hạ, huyền vị xin quay, sẽ vẫn lần báo cân dân khai quảng một lĩnh tôi tùa hẹt vận lòng hàng khai. Đến quy mô liền lai hơn, cấp dư đầy hà, quy mô liền tôi tùa khả này đảm bị thẳng giúp đầu huyền. Khuyến khích cân dân khai quảng bữa liền tồi tùa, khép kín, liên kết đáy lại khẩu, đợi việc liền tồi tùa, bay bớt bay ngân đầu tư. Giám sát, kiểm soát đại mạc, lây lòng dịch bệnh bản óc, áp dụng tiêu chuẩn mức an toàn thực phẩm. Chủ động phong chay bữa lây lòng dịch bệnh hạ đoàn tồi tùa, tập trung hết đại hà việc đào tạo bữa cán bộ thú y, chuyển giao khoa học kỹ thuật bữa liền tồi tùa, áo khẩu hết lại mô hình liền tồi tùa, an toàn sinh học. Hết đại mạc việc quản lý nhà nước mức quy hoạch khai quảng liền tồi tùa theo ba liền công nghiệp giúp đào tạo huyện.
khao lúc chất giờ thì tiếp hàm phút văn thòng tiếp bẩn ất nhân đại tin báo mưa đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy Hà Giang rút km tiếp pét quốc lộ thòng tăng Hà Giang Thanh Thủy sai óc vụ cướp cúa nâng cân bị cướp cúa lè bà Vũ Thị Ngoái óc pi xin nâng cầu bác thì tiếp hà cấp lục nhìn lè Vũ Thị Thờ óc pi xin nâng cầu bác xuống tiếp chất rút tổ sốc phường Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang thòng bên lục bà Ngoái về xe máy từ thành phố Hà Giang khẩn cửa khẩu Thanh Thủy khẩu hợp tác xã Tân Phú vài thử vạn bóc khai về Trung Quốc thân km tiếp pét Thanh Thủy thì bị thong cân po chai về xe máy nung thử quần của mũ bảo hiểm lòng bà răng xe vài phát ăn trao nhựa khẩn Thanh Thủy lúc thong mê lục và ngoái răng xe thì cân po chai năng bừng lăng đã tộc áo bờ thong phải đang bán giúp tình bá đang thong bị thong tiếp vạn nhân dân tệ cấp tiếp thí chiều gần Việt Nam khoảng thong thân tham phút lăng mi chai ón nâng bày quá và đã nhơ chai ón này đeo là hòm theo thòng cần đã tộc ở thòng cút là thân km tiếp thí tăng Hà Giang Thanh Thủy thì thòng cần tộc ở thòng cút bà tê ni khẩu tăng thôn Thanh Sơn xã Thanh Thủy thân nghĩa trang thôn Thanh Sơn thòng cần tộc ở thòng cút bà đặt tà xe máy tê ni khẩn pù nhân đầy tin đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đã óc lai chốt chặn rút lại khả tăng bài bà bài khẩu mò cắp hòm theo thòng cần lạc cúa này theo cam báo của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phòng phòng chống tội phạm các ma túy bộ đội biên phòng tỉnh, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, đã bảo đới phòng PC thị tiếp hạ công an tỉnh Hà Giang, lại lực lượng chức năng chú đại xã đã mò bắt thòng cần lạc cúa này. Thân lúc tiếp ất bèo đào văn đã bắt đầy Hà Văn Trì, ốc pi xe nâng cỏ bác chất tiếp xúc xuống huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, mi hộ khẩu rút thôn Phố Cáo, xã Đông Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Khả này đang hẹn việc giúp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Thân tham dơ chào, văn thòng tiếp ất bẩn ất lại lực lượng chức năng đã bắt đầy thêm Hoàng Văn Nguyên, ốc pi xe nâng cầu bác cho tiếp cầu, chú xã Minh Sơn, huyện Đồng Yên, tỉnh Yên Bái. Đồn biên phòng đã hết xong thủ tục hồ sơ, ban giao thong cân này cùng bỏ tăng vật hạ công an tỉnh và điều tra lò làng bởi việc này. Bài xe tốt lăng kinh lẩu kinh bìa, lên nương đã những việc ba thân tai nạn giao thông. Là việc hết bước kiểm soát xử lý vi phạm quy định mượn đồng đồ lẩu đã cần lái xe, đang đại hẹt đã phẩm vị cá nước từ này thân thiện trình bị bái thông xin tiếp hạ tính mạng tu cần lè tăng cá đã kinh lầu kinh bia lè pin nòng biết phần lái xe pin hỏng thương điếp mời pin nòng toàn nghe phản sự hệ đề mia việc kiểm tra xử lý viên hiện vi phạm quy định mưa nga lầu để cân bè xe vậy ở thùng cách nghỉ cố tăng lại cần đã viên hiện làm quy định của pháp luật mưa nga lầu để cân bè xe khen hẳn bên viên hiện mày lấy mít về xe tốt lành kiên lầu kiên bia cảnh sát giao thông đã tận tỉnh Hà Giang lên thăng lái phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Giang lên hát điếu để hiện đề mia việc kiểm tra các xử lý cần hợp vi phạm về đảm bảo bay ma hà đầy đưa đảo lại phí quá số vụ xe tạm cắn cấp số cần hai giờ xe tạm cắn bằng thường kiên lầu kiên bia lại khuyển rút tăng nước lên thăng lái rút tỉnh Hà Giang lên hát điếu chính lòng hàn xử lý đầy đứa lại cơn kín lão mi xong pè xe lên nướng đã lại cánh hệt vài nơi xe pè tam cắn nhớ lại đã lại bườn hàng phí vì này lê pè khai ấp việc liên hoàn tổng kết chính lòng hàn lại cần tốt lòng kín lão kín bia mi vẫn pè xe việc bờ lên lê lại cần tốt lòng kín lão kín bia pè xe chấp giao thông pa sang xe vài kiểm tra lê cần pè xe mi rằng vẫn tha pè men mưa bừng ná việc này đã các đáng xảy óc hoang văn bằng thường lấy ăn khẳng hợp việc kiểm tra xử lý cốt lực lượng cảnh sát giao thông bên lần mỏ bày vi phạm cố ca Nguyễn Tiến Dũng giữ tổ ết thị trấn Yên Phú huyện Bắc Mê ca Nguyễn Tiến Dũng giữ tổ ết thị trấn Yên Phú huyện Bắc Mê lần lúc nhiều cái thi hành công vụ do gọi là những điều đảng viên không được làm đào lúc hết việc đó là việc hiện đảng viên mít đấy hết chứ bao khỏi cùng kiên lão mi in nứng xong vẫn pe xe đáy khỏi vì lại cần là bảo kiên lại in nứng đấy khỏi nghỉ các quay phim lòng này lấy mít đáy hết nhưng mà để em đi thi đó hệ cảm lần trao của lãnh đạo công an tỉnh Hà Giang mưa việc khai quang tuần tra kiểm soát về đảm bảo tăng pe ma hải đầy đưa du tỉnh góp phần nổi bay ăn mít đầy do xe tam can lều khen lại việc để hết đầy đào lại bươn quá. Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đang phải khảo kiểm tra kiểm soát bảo đề việc xử lý nghiêm cần hào kín lão mi tao về xe.
Từ này thường thuyền chuyển phi đoàn diện linh thiếp hạ, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ khai óc thảm bày kiểm tra Nga lão, các rằng rút lại tì mi xe về mà lại. Và xe rằng do Nga lão đời cân về xe, lưu hẳn cần về xe vi phạm, cảnh sát giao thông sẽ hợp chế nhất xử lý làm quy định của pháp luật. Thượng úy Nông Đức Hải, cán bộ đội thanh tra kiểm soát giao thông công an tỉnh Hà Giang lân. Khi được giao nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đối với vi phạm cồn ấy. Từ lúc đề ra về kiểm tra kiểm soát Nga lão, Lê Pi Nọng Bòn Khỏi đã kiểm tra tăng lái xe về mà giữ tăng. Lúc ở khỏi chốt kiểm tra hàn mi Nga lão, sẽ chuyển khẩn đo lò làng phải xử lý hào đầy đưa. Rõ ràng để anh em đưa vào xử lý. Đào lúc kiểm tra kiểm soát, các xử lý cần kiện lão sang PC hạ hắn. Phần lại cần PC đã chắc đầy lò. Việc hiện làm pháp luật mưa an toàn về ma lân tăng lái, các quy định mít đẩy kiên lào kiên bia tốt con PC lân hát điếu. Sòng khăn này với nhận lại cần PC mít điều PC men, mà nhận kiên lào kiên bia sóng vẫn PC. Việc này mi lệ ăn mít đấy, các mít đảm bảo đầy đứa hỏi lại cần PC tăng. Phần ứng lệ chủ xe dân chức đề lào quy định của pháp luật mưa ngã lào lúc PC. Bường tăng lại mi cần ý thức tăm. Cố tình phê xe men lúc đã kín lầu kín bia. Này lệ án cốc hoàng thường là vụ xe tầm cắn nắc ná xảy ở số tỉnh đào lại pi qua. Trung tá Hoàng Anh Đức, đội trưởng đội thanh tra kiểm soát giao thông công an tỉnh Hà Giang lân. Quá trình kiểm tra thì bên cạnh những thuận lợi được sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân. Đào lúc phải kiểm tra của mi lệ án ngay, mỏ đề ba toàn hệt cốt huy nồng cơn dân. Nhưng Lê An khẳng, mở kiểm tra mưa Nga lão lê phần lại cần vi phạm, Mỹ bảo đời kiên kiểm tra. Chỉ lòng hắn mất là giờ lần cháu hỏi lời cần này chắc để lò. Đầu lúc hết nhanh chèm Lê An khẳng lòng này, Lê bọn khỏi của lần cháu bị nồng cơn dân hết hỏi làm điều lệnh, lần chuyển hỏi đầy đưa. Lần cháu hỏi bị nồng cơn dân PC chắc để lò, bảo đời bọn khỏi hết xong việc tặn ốc. Để họ phù hợp giúp cho mình hoàn thành nhiệm vụ. Chiếc bí mơ thỏ xuyên linh thiếp hạ mò hòa piông, lướt xe bề mà lại hơn sau đời còn vằn. Chỉ lòng hàn về vườn tàu huyệt để mèo việc đảm bảo an toàn bề mà hạ đế đứa. Cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Giang sẽ hạ cần bề tuần tra lưu động, xử lý lại viên hiệt vi phạm. Một xe chốt nát, xe chốt lại đồ quá, chưa qua thỏng cần, xe bề mến. Đào hẳn việc kiểm tra kiểm soát các xử lý lại cần vi phạm quy định của pháp luật mưa Nga lão lúc bé xé sẽ đẩy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Giang khởi ốc quáng qua này về tác đẩy những việc mít đáy bằng thường xe tam cắn. Trung tá Hoàng Anh Đức, đội trưởng đội thanh tra kiểm soát giao thông công an tỉnh Hà Giang lân. Kế hoạch cao điểm hệ lòng bàn an toàn giao thông quốc gia lệ bánh biển thảm bày bày thầy ết từ văn thiếp hạ bướn thiếp thống thường văn tham thiếp ết bướn thiếp thống bày thầy thống từ văn thiếp hạ bướn ết thường văn tham thiếp bướn ết bày thầy tham từ văn thiếp hạ bướn thống thường văn thao pết bướn thống pi đo xuyên linh thiếp hạ. Đào lúc hệt phải đảm bảo lại việc tận hốc nhất là chiến pi mơ là phải lễ hội tốt lành chiến pi mơ bọn khỏi về kiểm tra khẩu tốt lành tờ kín ngài các kín pèo tài thòng lại kiểm tra giúp lại khả tàng mi xe pe ma lai tập trung phương tiện đông và tận mật độ phương tiện đông để kiểm tra. Vậy hứa tăng lại cần tăng lại lươn lùm là đã chiến pi mơ hoặc xuyên linh thiếp hả khiến bao cố gắng của cảnh sát giao thông đòi kiểm tra xử lý lưới cân pe xe kín lầu kín bía. Việc ốc lê mỗi cần mỗi lượn phải hắc hiện làm quy định của pháp luật mở kiên lào kiên bía. Đổi lại tổ chức đoàn thể phải lần trao quy định của pháp luật mở ngà lào hoặc cán bộ công chức viên chức. Các lễ hội viên mỹ hạ kiên lào kiên bía xong phải xé. Vậy từng ba quen đối việc kiên lào kiên bía ra mỹ đẩy phải xé. Khiến hàn mỗi cần dân cũng phải nhất trí đối việc phát lại cần vi phạm quy định của pháp luật mở kiên lào kiên bía xong phải xé. Góp phần từng ba tăng tốc văn hóa giao thông giúp tăng tỉnh văn càng đầy miệng hơn. Tiếp chương trình văn này mời Pi Nọng toàn nghe phân thêm còi. Trần Thanh Hoa rút xa linh hồ huyện Vị Xuyên, chiêng mưa bài còi, linh hồ điếp đàng, Trần Thanh Hoa tật cầm. Chọi khâu phú phía chọi
cõi lòng khắp lấy ơi nà quay sở ơi trọi lòng thân bản tử bán nữa trọi lòng khắp linh hồ bản ơi ơi chứ ơn đảng chứ ơn bác ơi hồ khay tang khẩu linh hồ bay ná ơi nông tay keo mèo xa căn xây rừng hở tha hân từng bước ơi bệnh viện thêm trường học quáng sung hở đất em chùa căn bay học ơi ơn thầy cô âu chứ khẩu mà dạy trẻ lũ lái hoa lái chữ hầu mọi tang mọi sự chắc ngã thông đầy ít nước lời dân mãi mãi ơi ơn cán bộ y tế trung tâm đã hết lòng vì dân cứu chữa ơi cần tân bình nữa lúc ná lương khẩu biển chữa tay lươn khỏe khoắn ơi cấp huyện cấp tỉnh quan tâm chợ xi măng khẩu mà thương tí ơi xe chuyển khẩu bản tát nhất nơ tàng xe chuyển ốc vinh quang nhất công dân ơi là bầu lo nghỉ lắng lai hết đầy tang mướng phai cầu công ơi 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 nằm khó thân tâm tông nà mi nằm mà tông ơi nà khiêu ơn ơi ơn đàng khẩu trang tông xúc á lương linh hồ là chữ ơn mãi mãi ơi là vì nòng thương điếc, chương trình thời sự thêm còi cầm tay của Đài Phát thanh Nga Giang thường nay Lê Thuấn, phía bãi vì nòng đã tạo nghe chương trình thương điếc chào vì nòng.